Sẽ thật là tuyệt nếu như mà mình mua được một sản phẩm mà hãng hiểu đúng ý mình cần là gì, đúng không mọi người? Và sau khi trải nghiệm mẫu máy ép này thì anh đã hiểu tại sao mà mọi người lại yêu thích mẫu trước của Panasonic. Và đó chính là điều mà anh nói đó, hiểu ý được mong muốn của người sử dụng. Vậy thì nó hiểu ý ở đâu? Nhìn chiếc máy ép này có quen mắt không mọi người? Nếu mà những ai đã tâm tia những chiếc máy ép nhanh của Panasonic thì chắc chắn là sẽ biết đến con máy này. Lượng mua và đánh giá tốt của nó ở trên điện máy xanh cũng khá là cao đó. Và ắt hẳn là biết được sự yêu thích của mọi người nên là Panasonic trong năm nay cũng đã có những cải tiến lại cho nó nhằm nâng cấp nhu cầu sử dụng của chúng ta. Tuy quen mà lạ, với những ai mà đã biết hoặc là chưa biết về mẫu máy ép này của Panasonic thì hãy cùng ở lại video này với anh để xem là nó có hơn gì mẫu trước nhé. Không xét đến ngoại hình nhưng mà sẽ xét đến cách lắp đặt có dễ dàng không? Có đến 6 bộ phận thì cũng xem là nhiều đó. Tuy nhiên quan trọng là lúc lắp các bộ phận này thì mọi người chỉ cần lắp theo kiểu đặt đúng vị trí của nó là ok. Không cần phải canh xoay đúng khớp gì hết nên là lắp cực dễ và cực nhanh luôn. Xong tất cả thì mình chỉ cần đóng khóa an toàn lại thôi. Đến cả khóa an toàn khi mà lắp vào cũng rất là thuận tay. Đó, chứ không có khó như là một số khóa kim loại ở những chiếc máy ép nhanh khác. Ống tiếp nguyên liệu cũng là thứ để xem xét coi là nó có hành mình nhiều lúc mà mình chuẩn bị nguyên liệu ép hay không. Vì ống tiếp nguyên liệu lớn nên là khi mình cắt rau củ quả sẽ đỡ cực, không cần phải cắt thành nhiều miếng nhỏ. Và nếu như mà mẫu trước có ống tiếp nguyên liệu rộng khoảng 40mm thì ở mẫu này nó đã được nới rộng ra là 60mm. Mình có thể bỏ vừa được 1/4 trái táo như thế này, hoặc là trọn một trái dưa chuột baby. Ở mẫu này thì công suất cũng mạnh hơn, được nâng lên thành 260W với 2 tốc độ. So với mẫu trước thì chỉ có 1 tốc độ thôi. Tùy loại trái cây mà mọi người có thể tùy chọn tốc độ. Tốc độ 1 sẽ hợp với những nguyên liệu mềm như là dưa hấu, cam. Còn tốc độ 2 thì sẽ hợp với những nguyên liệu cứng như là táo, cà rốt. Mọi người cũng thấy là dù ép táo hay là nguyên một trái dưa chuột thì máy vẫn tải nguyên liệu một cách trót lọt chỉ với một cú nhấn như thế này. Nếu mà những nguyên liệu mềm hơn, ví dụ như là dưa hấu thì máy còn ép dễ hơn nữa, đúng với cách gọi của máy là máy ép nhanh. Và tiếp thêm một chi tiết mà anh phải khen nhiều, đó chính là cách máy thiết kế tích hợp hộp chứa bã ép nối với lưới lọc, và phần cốc chứa nước ép cũng nằm vừa vặn bên trong thân máy luôn. Sẽ có hãng làm cái hộp để bên ngoài nên nó sẽ chiếm diện tích chiều ngang, và không phải hãng nào cũng đi kèm một chiếc cốc đựng nước ép có tay cầm như thế này đâu. Việc cốc đặt bên trong nên phần vòi ra nước ép nó cũng nằm bên trong nốt luôn. Chi tiết này sẽ mang lại lợi ích là tránh trường hợp nước ép bị dư rồi nhiễu ra ngoài lung tung. Từ việc tích hợp thiết kế như trên thì mọi người sẽ thấy một điều là chiếc máy ép nhanh này nó sẽ gọn hơn rất là nhiều so với những chiếc máy ép nhanh khác. Đánh giá về phần nước ép thì đặc thù của máy ép nhanh chính là nước ép sẽ có rất nhiều bọt như thế này. Và ắt hẳn là hãng cũng đã hiểu được điều này nên đi kèm với một cốc chứa 600ml là một chiếc nắp đậy có cản bọt, giúp chúng ta rót nước ép ra hạn chế được lớp bọt phía trên. Sau khi mà ép xong thì anh khuyến khích là mọi người nên uống liền, bởi vì đặc tính của máy ép nhanh chính là nước ép rất là nhanh bị tách lớp. Như cái máy này thì chỉ trong chừng 5 phút thôi là nước ép đã có dấu hiệu tách lớp. Bù lại, nhờ vào lưới lọc siêu vi, nước ép có kết cấu lỏng, không bị lẫn bã và giữ được màu tự nhiên của trái cây. Còn về phân bã thì mặc dù thu được nhiều nước ép đó, nhưng mà anh thấy bã rất là ướt nha. Độ ồn lúc hoạt động của máy theo anh đánh giá cũng không đến nỗi quá ồn. Mọi người cảm nhận thêm qua phần đo của anh ở đây nha. Nhờ vào chất nhựa tốt nên mọi người sẽ không lo là xài lâu thì máy sẽ bị bám màu nguyên liệu. Và việc vệ sinh rửa cũng nhẹ nhàng, bởi vì chất nhựa trơn bóng như thế này thì hầu như là đưa qua vòi nước thì bã nguyên liệu sẽ được rửa trôi ngay. Chỉ cực ở phần vệ sinh lưới lọc thôi. Để có thể làm sạch phần bã bám vào lưới thì mọi người dùng băng chải đi kèm máy để dễ vệ sinh hơn nha. Với mẫu trước thì đã thể hiện được tính tiện dụng rồi. Còn bây giờ, với mẫu này thì những cải thiện về công suất, chiều rộng ống tiếp và bảng điều khiển thì sẽ càng giúp chúng ta nâng cấp trải nghiệm ép nhanh hơn. Và anh thấy là mẫu này dùng trong gia đình hay là mang đi kinh doanh thì cũng ok luôn. Bằng chứng là với mẫu cũ thì các bạn có thể dễ dàng thấy nó xuất hiện ở những tiệm nước ép trái cây ven đường rồi. Và năm nay thì Panasonic đã nâng cấp máy ép mạnh hơn. Nên với những ai mà đang có ý định kinh doanh nước ép thì mẫu máy này sẽ rất là đáng để cân nhắc nha. Chi tiết về giá thì mình sẽ để ở trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy cho điện máy xanh một like và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.